Đề bài cho như sau: phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh từ CO2 và nước. Đây, cây xanh ơi, anh hùng lắm, anh hít khí trời và khí CO2, anh sơi nước lã, anh thải cho đời hàng vạn lá xanh tươi. Hàng vạn lá xanh tươi đó là glucose và khí oxy. Chúng ta đi cân bằng. Đây là 6 carbon, 12 hydro thì đây sẽ là 6. 12, 12 với 6 là 18. Đây 6 rồi thì còn 12. Đây 2 thì còn lại đây là 6. Rồi, người ta nói như sau: phản ứng tổng hợp của thằng này thì cần cung cấp năng lượng là chừng này joule. 2813 kilojoule. Nếu trong 1 phút mỗi cm vuông lá xanh nhận được khoảng chừng này joule. Như vậy trong 1 phút nha, mỗi cm thì nhận chừng đó joule. Năng lượng mặt trời thì thời gian để 10 lá cây, 10 lá cây, 10 lá cây xanh với diện tích của mỗi lá là 10 cm vuông tạo ra chừng này gam của lúc bây giờ. 10 lá thì sẽ tương ứng với 10 cm vuông. Như nữa, vì mỗi lá là 1 cm vuông. Rồi. Chừng này gam glucose là A phút. Biết chỉ có 10% năng lượng mặt trời được sử dụng trong quá trình tổng hợp glucose. 10% năng lượng mặt trời. Điều cầu chúng ta là giá trị gần nhất của A. Đây này, mình dựa vào cái chỗ này này. Thì nếu mà liên hệ với nhau thì liên hệ qua chỗ này này. Ở đây người ta cho đây 1 phút rồi này. 1 phút thì mỗi cm là có chừng này kilojoule đúng không? Mà người ta cho chúng ta là 10 lá cây xanh. Bây giờ với diện tích là 10 cm vuông, bây giờ tạo ra chừng này gam glucose là A phút. Như vậy A phút thì diện tích đây sẽ là 10 lá sẽ là bao nhiêu? 100 đúng không em? 100 cm vuông. Rồi. Mà ở đây người ta kêu là gì? Biết là gì? Biết năng lượng, biết chỉ có 10% năng lượng mặt trời được sử dụng cho quá trình tổng hợp glucose. Mà năng lượng đây là chừng này, có 10% thôi. Sẽ lấy được không? Thì chúng ta nhân cho, lấy cái thằng này nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 10 chia trăm. Đã ra được cái tương ứng cái phút khoảng. Mà đây 1 phút rồi, cái đó dùng quy tắc tam suất là ra. Được không ạ? Hiểu đề chưa Sang ơi? Đây này, mà không có nữa gì cả, cái đó là cho để lừa mình thôi, có liên quan gì tới cái biểu thức kia đâu. 1 phút này, bây giờ 1 phút này, 1 phút bây giờ thì 1 cm vuông này thì cung cấp khoảng 2,09 joule này, bây giờ 2,09 joule này. Rồi, như vậy thằng này là A phút mà cung cấp cho 10 lá cây, mỗi lá có chừng này cm thì 10 lá sẽ 100 cm vuông. Bây giờ mở đây người ta cho bao nhiêu? Này, biết chỉ có 10% năng lượng mặt trời được sử dụng trong quá trình tổng hợp glucose. Tiêu cái này, đó đầu người ta cho này. Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần cung cấp năng lượng là chừng này, như vậy dùng 10% thôi. Như vậy 2813 nhân 10 chia trăm thì đây bằng 281,3 joule, được chưa? Từ đây em hiển nhiên tính được A, từ đây A suy ra A bằng, em lấy 2813 nhân 1 chia thằng này, 281,3 chia cho 2,09 là bằng bao nhiêu? Từ từ, cái này còn phụ thuộc vào cái gì nữa ta? Bởi vì trong trường hợp này diện tích nó không khớp, em hiểu không? Diện tích nó không khớp. Tính thực ra là 281,3 chia cho 2,09.
Bao nhiêu nhỉ? 134. À, phút, mỗi phút là 1 cm. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp này nó còn đau khớp thêm nhỉ? Em có hiểu đề không em ơi? Cái chỗ này nó vẫn bị vướng chỗ nào đó. Kilojoule đúng không? À, kilojoule mà đây. Mà cái chỗ này mình chưa đúng đâu. Cái này mình phải nâng lên nè. Cái này là 1 phút là 1 cm. Đúng không em? Nhưng mà 1 a phút là 1 chừng này. Rồi bây giờ mình đổi cái thằng này đi. Đổi thằng này sang joule đi. 281,3 chia cho nhân cho 1.000. Thì nó bằng chừng này. 281,300. Được cho em. Nhưng mà để cho thầy một cái chút xíu nữa nè. Ở trong trường hợp này đây là 1 m, còn đây là gì? 100 cm. Được chưa? Do đó chỗ này chúng ta nên đồng nhất luôn, đồng nhất. Bởi vì mình tính cho là phải khớp với cái dữ kiện đề bài cho. Đó là 1 phút. Do đó đây với là 1 cm. Do đó đây em đổi cho thầy một cái bước nữa. Đây. Thằng này em sẽ chuyển về nó là 1 cm. Được chưa? Thì em đổi thôi mà, đổi đơn vị thôi. Bằng cách về đây 100 thì đằng đây còn lại là 2813 joule. Cái đó em hiển nhiên em tính được A. A bây giờ là bằng 2813 nhân 1 chia cho 2,09. Và bằng bao nhiêu em ơi? 3. Cái này mình tính được là bằng 134 5,93. Như vậy nó gần nhất với giá trị đây. Hiểu chưa em ơi? Thì thực chất đây người ta dùng cho 10 lá thì mỗi lá là 10 cm. Bây giờ mình chuyển sang là một lá được không? Tức là thời gian cho một lá với 10 lá là như nhau đó. Coi như mỗi lá là như nhau. Được chưa? Được không em ạ? À? Thì khi đó mình phải đổi cái thằng này về cho nó khớp với đơn vị đây nè. Đây là cm khối đúng không? Đây nè, đây là cm này, thì đây là joule, thì đây cũng là cm và đây là joule. Nhưng mà đây người ta cho 1 cm vuông, bởi mà đây 10 cm vuông, 100 cm vuông phải đổi về cho nó khớp đơn vị với nhau chứ. Thì cái đó mới lập tỷ số được em. Được chưa nào?